là nhiệm vụ của em là được 2 con cá lóc này. Wow. Rồi, thẳng vời luôn nha mọi người nhá. Áo nó. Ui. Ôi, lật. Đấy nhỉ. Ui da, đấy, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Ngon đấy. Đỉnh luôn anh nhỉ. Ui, ê, cái này chín này, chén không? Ừ. Hai ca ơi, hai ca. À, cái riêng của nó ngon, cay ngon thật. Găng, ngon lắm. Hả? Ăn được không? Wow. Mời mọi người nhá. Đấy là tim gan lòng mề đó. Ngon. To nhỉ. Tuyệt vời. Tình là khá là ngon rồi nào, cho mọi người xem này. Ui, chộp, sướng nhỉ. Đấy, à, lấy cái kim ra đây để anh bóc ra cho mà đấy. Đẳng cấp luôn anh ơi. Bữa tiệc của anh em mình bắt đầu nha mọi người nha. Em thích ăn ở đây xem này. Xem chín không nhá. Hả? Ngon. Wow, chín hết nhá. Ui, chín ra. Ui, ôi. Ui, cái da nó này. Sốc lên mùi sướng ấy. Ui cái già nó đã... Ui dồi ôi. Anh phải sấn cả giá đưa em con dao mượn với. Ui. Wow, ui quyền này mà có tí rau sống nữa thì. Hết giờ. Ui. Mời mọi người nhá. Có tí rau sống này hết giờ. Ngon lắm. Hết giờ luôn mọi người ạ. Ui em cũng đạp cái da đây. Với tất cả mọi người nha. Cái riềng nó nướng khô nó giòn nhé mọi người nhá. Ừ, thịt nè. Thơm. Thơm lắm rồi. Như thịt bò luôn nha. Tuyệt vời không? Ăn được chút 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 à. Cái chín tới ngon thật. Thịt nó chắc hơn rồi. Cái cá ở suối với cá nuôi thì nó khác nhau hoàn toàn ở cái độ, thứ nhất là mỡ. Cái con cá nuôi ấy thì nó mỡ nó bám đầy vào những cái da ở dưới, lớp da là một lớp mỡ nhá. Nhưng mà những con cá như con cá này ấy, ở suối ấy, thì dưới lớp da nó là lớp thịt luôn, không có mỡ nhá. Đó. Đây này, mình biết ngon nhất là cái gì không? Vây cá mập đây này. Đấy, đấy, đấy. Wow. Đây phải lấy đoạn ngon trước đã. Wow. Đây này. Ngon lắm rồi ạ. Em thích nướng là chúng thích nướng nhất món riêng vị này, ăn với cá hộp ngon nhờ anh nhỉ. Nó giòn ngon. Ngóc ngạnh. Đây này, cái đoạn này này. Cái đoạn ngon nhất thì bỏ. Chẳng gì. Ngon. Có chút. Đấy. Ăn nó giòn như kiểu là gì nhỉ? Khá là giòn mọi người. Rất là giòn. Ngon. Tuyệt vời. Còn đồng mình nhá, còn rất là nhiều cá nhưng mà không ai có thể bắt được cả. Lúc nãy mình thả câu nhưng mà đến lúc về thì mình mới gỡ mang về trong kho anh ạ. Biết được không? May mắn thì biết được thôi. Rất là ít khi có người bắt được cá ở đây. Và nếu mà giả dụ như anh em mình đang ngồi này, có khi đang ngồi trên một cái hầm, nó ở bên dưới hầm đá này. Ngoài kia là suối nha, nó một cái hầm đá ong sâu và tít trong này này. Cá đá ong luôn mà. Cá khôn lắm, nó cứ rút hết trong đấy. Nhưng ra ngoài là đây. Còn cá sụp này. Câu mình mới chắc nè. Úi dồi. Ơ mày mổ à? Không. Wow. Mày cụ sơi. Để em sơi cái này. Cái gan. Ui. Có mỗi cái ngon nhất thì cụ sơi. Ngon. Cá sộp phải ăn như thế này nó mới ngon nhá mọi người nhá.
Tại sao anh em mình hay thích ăn bộ ruột của cá sộp? Cá lóc nướng chui. Tại vì cá sộp mà ở chỗ mình nó rất là sạch, ở suối nó rất là sạch. Thế nên là trong cái bộ ruột của con cá sộp ấy thì nó chỉ có tôm tép mà dép riu lung tung thôi, có không có cám kiếp như kiểu cá nuôi nhá. Và cá lóc cũng thế, không có cám kiếp. Ngon nhất là cái mật của nó, thế nên anh em mình rất thích ăn kiểu này. Tuyệt vời. Anh mình chơi bốc tay này, ăn nó mới ngon. Giá đồng thì chỉ ăn bốc thôi. Mà ăn cái gì cũng ngon, giá đồng ăn sớm. Nó đuổi. Đói rồi. Mà lật được cái mặt dưới nữa thì ngon. À mà, mặt trên là ngon nhất. Cái riêng. Riêng nó ngon. Thịt thăn này. Thịt thăn này nè. Thịt thăn dính riêng. Ngon chưa? Ở đấy. Eureka. Hết rồi. Đồ anh mút vào đây được rồi. Một con, một miếng cá tuyệt vời luôn nhé mọi người nhé. Wow. Úi giời. Thứ này thì béo chó. Còn món coca nữa này. Quên. Cấm hết rồi. Quên mọi người ạ. Bia. Dạo này mình bỏ rượu bỏ bia rồi, nhưng mà cơn nghiện nó vẫn cứ phát tác. Thế nên là có thỉnh thoảng coca ấy. Mình nghiện coca. Chẳng. Nghiện coca. Mẹ muốn ăn coca, tại sao nó lại hoa hoa thế này? Cái tuyệt vời nhất của cá nướng mà kia là cá nướng đồng này, này nó vừa ngon này, vừa kiểu dân dã này, vừa thứ hai ra đồng nó kiểu không khí trong lành này, và cái thứ ba nữa là khi làm gì ở ngoài này với lại đấy đói, ui ăn cái gì cũng ngon. Đúng rồi, anh mày ở nhà ăn chán lắm. À, ra đồng ăn mới ngon. Nhớ đâu à, hôm nay em mình phải đuổi chuột nướng tại chỗ ấy nhờ. Đồng à, mình sắp cạn rồi, hôm nào mà cạn cả sâu ấy, nhìn thấy cái hòm đá ở bên dưới ấy, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Đến mùa hè. Điên à, mùa nước rút, mùa cấy sau Tết này, là nó rút, nó sẽ hở cái hang hầm, hầm cái gọi là hầm đá mà cá nó trú ngụ ở trong ấy, nó sẽ hở thế này. Mà khi lấy thuyền ra chọc cái cây ngày trước mình đã từng chọc và xem mọi người đánh kích chọc rồi, cái sao dài khoảng độ tầm 4 mét, cái sọc kích ấy 3 mét, cái sọc kích thọc vào đấy mà không thấy gì dí vào, mà thấy cá cũng quậy âm ầm ở trong ấy, mà không bắt được nó. Mấy ông đánh kích đánh gọi là triệt cả cá đồng mình rồi, nhưng mà chỉ có duy nhất khu này là các ông không làm gì được gì. Thế nên gọi là địa bàn của anh em mình. Về bắt cá thì mình với Mao Đệ gọi là cặp song sát, mọi người hiểu không? Mao Đệ thì câu cá gọi là đỏ anh mày. Thôi rồi. Đó. Còn mình thì hay món săn bắt câu thì không đấy mấy. Câu mình rất là đen, câu cá đen lắm. Từ ngày trước đi câu trước được cái giải gì. Mà để nó ăn hai cái giải thùng. Không, hai cái liền nhau. Hai cái giải nhỉ. Bây giờ mà mình được giải nhất mình này. Một châu ăn mừng. Châu lục cả con. Cá đồng mọi người mà ra chợ mua cá, kể cả cá sộp nhá, chế biến hoặc là cá chê phi nhá, cá chê hoặc cá chê phi, những con cá nuôi ấy, bao giờ nó béo mà nó đấy hơn, và những con cái màu nó sẽ khác với lại những con cá tự nhiên nhá. Có những con cá tự nhiên nó ở bẩn ấy, thì cái màu nó sẽ đen 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 hơn một chút. Nói chung là dòng nước nó ở không được sạch ấy, thì nó sẽ màu không được sạch sẽ. Mọi người nên tránh những cái con cá đấy đi. Giả dụ như anh em mình mà bắt được con cá này ở đây mà đem ra chợ bán ấy, auto 100% mất hút. Đấy, tại vì nó cực kỳ sạch, nó kiểu trắng
nó nước nó sạch mà trắng muốt ha. Thì anh em mình bán nhỉ? Hả? Bán người kia mua cái đấy. Mua cái đấy là cái gì? Mắt cá. Ừ. Chén hết. Anh em mình bắt được con gì chưa bao giờ biết bán cả mọi người. Người ta phải mua, mua về để ăn mà anh em mình kiếm được mà không ăn thì đúng là ngu con chó. Vẫn khoái cái già nó, ăn già nó. Kinh đi. Quá ngon rồi. Thịt ngon này. Cái này thiếu tí rau sống. Hãy mày lên lấy tí rau sống đi. Ok. Đấy. Rau sống cuộn vào mấy kia. Nhìn ngon.